Anh em nào mà làm việc ngồi nhiều á thì quần lót sẽ cấm ngay phần hông, rất là khó chịu đúng không? Hiểu cho mấy ông, cho nên là tôi vừa shopping một cái loại quần lót hơi bị xịn. Xem nhá. Thì chính là em này đây. Tôi thấy thì nhãn hàng bao bì khá là kỹ, cho nên anh em nào mà mua là quà tặng thì cũng rất ok nha. Đấy, phần đóng gói hơi bị kỹ luôn. Trên tay tôi sẽ là ba màu và tôi sẽ review chi tiết cho anh em nha. Cảm giác cầm trên tay rất là mát nha mọi người. Đây nha, phần đai lưng không có đường may cho nên là khỏi sợ bị cấn luôn nha. Đây, chất vải co giãn 4 chiều, hơi bị thích nha anh em. Ngoài ra bên trong còn có phần lót thấm hút rất là tốt nha. Và khi sử dụng em này thì tôi thấy đầu tiên đó là chính là thoải mái và thoáng khí cực kỳ luôn. Và cái phần hông này nè nó sẽ không bị hẳn nữa, cho nên là rất là thoải mái cho anh em vận động luôn nha. Nếu anh em thích những chiếc quần lót mà nó mát mẻ nè và nó co giãn tốt á thì có thể thử ngang qua Epoxerman này nha. Mà hiện tại nha, TikTok shop còn có ưu đãi free ship cho mọi người nữa, rất là hời luôn, cho nên là tôi khuyên mọi người có thể trải nghiệm qua em này nha. Điều ngon tôi đã chỉ, mình là Kenzie, giờ thì see ya.